Phò mã ngựa. Tại một thị trấn xa xôi nọ, có vị nam tước giàu có, đặc biệt yêu mến con ngựa bạch của mình. Các con, mau lại cả đây. Cha gọi chúng con ạ. Cha có việc phải đi xa, cha không muốn để người lạ chăm sóc bạch mã, nên muốn giao phó cho ba con. Cha yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc cho ngựa. Ăn đi, ta không chiều chuộng ngươi được như cha ta đâu. Mặc cho mày chết đói. Nước trong đây, ngựa uống đi. Đã như vậy thì từ giờ đến lúc cha về, cô đi mà cho ngựa ăn. Chị cũng muốn chăm ngựa lắm, nhưng nó chẳng ưa gì tụi chị. Vâng, em sẽ cố gắng. Cứ như vậy, cô Út ngày nào cũng chăm sóc ngựa chu đáo, trong khi hai cô chị thoải mái vui chơi. Cho đến một đêm mưa to gió lớn. Mưa to thế này sẽ tạt hết vào chuồng ngựa mất thôi. Nàng đừng sợ, ta chính là bạch mã mà nàng hàng ngày chăm sóc đây. Chàng là một thanh niên, sao có thể là bạch mã? Ta bị lời nguyền trong nửa thời gian sống phải biến thành ngựa, phục dịch con người. Trừ khi ta lấy được vợ là một cô gái hiền lành, nhưng điều đó chẳng thể nào, vì mẹ ta chính là hung thần Deva, không ưa gì con người. Mẹ chàng là hung thần Deva. Nàng sẽ không vì thế mà xa lánh ta chứ. Bao lâu nay, được thấy nàng mỗi ngày là niềm hạnh phúc của ta. Em sẽ luôn bên chàng, chàng sẽ không rời đi chứ. Ta sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần nàng hãy giữ bí mật về ta. Nàng hãy giữ lấy ba sợi lông này. Nếu chẳng may có biến trắc gì, hãy đốt chúng. Chúng ta đi chơi với những chàng trai ưu tú nhất vùng. Nó thì suốt ngày quẩn quanh xó chuồng ngựa. Thật là lập dị. Tụi chị nhanh nhẹn nên mới quen được chàng trai tốt. Ru rú ở xó chuồng ngựa như cô, chỉ có lấy ngựa thôi. Hả? Chàng ấy là ai vậy? Đó là người yêu của em đấy. Người mà các chị coi là ngựa đấy. Mình đã làm trái lời chàng dặn. Là lỗi của ta, ta phải đi tìm chàng. Đã mấy ngày rồi, không thấy bóng dáng chàng đâu. Phải rồi, mình phải đốt một sợi lông bờm ngựa. Nàng đã làm trái lời ta dặn, giờ thì mọi việc sẽ thật khó khăn. Rừng này chính là lãnh địa của hung thần Deva, mẹ ta, nếu thấy nàng. Con dám lén lút giấu giếm ta quen biết với một ả nữ nhân. Con xin mẹ hãy chấp nhận người con yêu thương. Con đã có gan dẫn ả tới đây rồi kia mà. Ta hứa sẽ không làm gì ả. Giờ thì giao ả cho ta. Nhưng mẹ phải giữ lời hứa. Nếu ả làm đúng yêu cầu của ta, con mau đi đi, ráng mà hoàn thành số giờ làm ngựa của con. Ngươi mà không làm đúng những gì ta bảo thì sẽ không giữ được mạng đâu. Nào, có dám không? Cháu nhất định sẽ làm được. Được lắm. Ngay bây giờ, hãy dọn sạch nhà cửa mà không lau chùi. Thế là mình sẽ dọn hay không dọn đây? Phải rồi, mình phải đốt sợi lông bờm ngựa thứ hai. Như vậy có nghĩa là nàng phải quét dọn sạch nhà cửa, nhưng ghế băng thì đừng lau. Em sẽ cố gắng. Ta phải đi ngay, kẻo mẹ biết. Con trai của ta đã chỉ cho ngươi. Cháu... Nướng cho ta một miếng bánh, một lát ta về phải có. Dạ, mẹ chàng bảo em nướng bánh, nhưng trong nhà không có nguyên liệu. Mẹ không chịu buông tha cho chúng ta rồi, phải bỏ trốn thôi. Nguy rồi, mẹ ta đang tới rồi. Đứng lại cho ta. Cô gái này dù hiểm nguy cũng dám lao đầu vì con. Còn con thì thà chết cũng phải bảo vệ cô ta, phải không?
xin mẹ hãy tha cho nàng. Ta hung dữ như vậy cũng vì muốn con tìm thấy một người phụ nữ thật lòng yêu con. Bởi chỉ cần thất bại một lần trong tình yêu thì vĩnh viễn con phải làm ngựa. Giờ con đã thấy cô gái ấy rồi. Chúc mừng hai con. Chúng con cảm ơn mẹ. Vậy là chàng trai phá được lời nguyền. Hôn lễ giữa chàng và cô gái Úc hiền lành được tổ chức tưng bừng. Về phần hai cô chị, họ vẫn không khỏi sửng sốt khi chú Bạch Mã ngày nào lại là một thanh niên tuấn tú nhường ấy. Chàng ca sĩ nghiệp dư. Tiếng hát hay quá. Các anh chị mua kẹo cao su ăn cho thơm miệng nào. Để cho tôi một phong kẹo nào. Hay quá, hay quá. Chẳng thua gì ca sĩ chuyên nghiệp cả. Anh ơi, chụp cùng em một tấm hình. Anh ơi, cho em xin chữ ký với. Hôm nay có sao tới, không hát tiếp được đâu. Các cậu đi chỗ khác đi. Nhanh lên nào, không ca sĩ Đức Minh đi vào trong mất. Cậu có sao không? Tớ không sao đâu. Bộ loa hỏng mất rồi. Thế này thì còn làm ăn gì nữa. Thôi về nghỉ sớm đi, mai tính tiếp. Cướp, cướp. Ông trời ơi, tại sao người lại đối xử bất công với con như thế? Cơ làm sao mà cậu lại than trách trời như vậy? Ông ở đâu hiện ra vậy? Ta là Bụt. Ông Bụt ư? Chẳng phải chỉ có trong truyện cổ tích thôi sao? Ta có ở khắp nơi, khi nơi đó có ai cần đến ta. Vậy là cụ có thể cho con những điều ước phải không? Đúng, giờ cậu muốn gì? Con cũng đi hát như người ta, nhưng sao con bị xua đuổi đánh đập? Còn người ta thì được bao nhiêu người chào đón ngưỡng mộ. Con không muốn làm một ca sĩ vô danh nữa. Con muốn được một lần làm ca sĩ nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu lớn. Được. Xem này, trang nhất của các báo hôm nay toàn đăng ảnh của anh cùng album mới ra thôi nhé. Chiều nay chúng ta sẽ có buổi họp báo, rồi đi gặp các nhà sản xuất. Buổi tối thì biểu diễn ở sân khấu An Hòa. Anh Quân. Một tháng sau. Quân ơi, xong chưa? Đi nhanh nào. Tôi ra ngay đây. Ước gì được ngủ một giấc đến chiều tối thì tốt. Một tháng nay toàn là chạy show thật mệt mỏi. Đây là lịch trình làm việc của tuần này, anh xem đi. Quân, anh có nghe tôi nói không? Ừ, tôi biết rồi. Trời, không được nghỉ một ngày nào ư? Anh xem có thể bớt một vài chỗ không quan trọng không? Chứ cả tháng nay chạy show rồi, tôi chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Không được, tôi đã nhận lời họ rồi. Với lại đây là thời kỳ huy hoàng, anh phải tận dụng mà quảng cáo tên tuổi chứ. Tôi sẽ sắp xếp cho anh nghỉ sao? Anh về nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đón anh sớm. Quân, có phải Quân không? Trời ơi, Tú phải không? Lâu quá không gặp anh, nhìn anh khác quá. Còn tôi thì... Có gì đâu, vào nhà tôi nhé, chúng ta uống vài chén. Tôi sợ không tiện, hay ra ngoài quán nhé. Ừ. Vào đi. Giờ này anh vẫn còn ngủ được cơ à? Anh xem đi. Cái gì đây? À, cái này à, bạn bè cũ lâu không gặp nhau nên có hơi quá chén tí ấy mà. Quá chén? Chỉ cần một lần quá chén của anh là chúng ta gặp biết bao nhiêu là rắc rối. Anh có biết các nhà báo bao vây kín bên ngoài, phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi bọn họ để lên đây không hả? Anh đừng có quá đáng như vậy. Anh là gì mà có quyền nói tôi như vậy chứ? Tôi là quản lý của anh. Tôi có quyền quản lý tất cả các thứ thuộc về anh. Tôi sẽ nói chuyện sau với anh. Còn giờ anh hãy thay quần áo đi.
chúng ta có một cuộc họp báo, anh nhớ thể hiện cho tốt vào. Vậy là từ giây phút này, anh không còn là quản lý của tôi nữa. Anh định đi đâu? Còn buổi họp báo thì sao đây? Trời ơi! Sao ông trời cứ thích trêu đùa ta vậy? Đây chẳng phải là cuộc sống mà con từng mơ ước ư? Đúng vậy, nhưng làm người nổi tiếng thật mệt mỏi, chẳng có tự do, chẳng được là chính mình. Cuộc sống của mỗi người luôn có những điều người ta không vừa ý. Có người thiếu tiền bạc nhưng thừa sự tự do. Có người thèm khát một cuộc sống tự tại trong khi thừa thãi vật chất. Vậy nên, mỗi người muốn sống vui vẻ nên cố gắng đạt được những điều tốt nhất trên cuộc đời của chính mình. Vâng, con hiểu rồi thưa cụ. Xin cho con trở lại cuộc đời của chính con. Dây Velcro là gì? Từ từ nào, Harry. Mày hư quá, tha hết bụng đất và rơm rác vào nhà là biết tay nhau đấy. Nghịch cho lắm vào nhé. Xem người của mày này, cỏ lau, bông lau bám đầy. Mày thì dễ lắm rồi, còn tao thì khó khăn đây. Trời ơi, nó bám chặt quá, có khi mất cả ngày mới gỡ hết ra được. Phải rồi, mình muốn xem thử tại sao chúng lại bám chặt đến như vậy. Thì ra, bề mặt của nó có rất nhiều cái móc nhỏ xíu. Chính vì những cái móc này đã giúp hạt bám vào vải, cũng như các loại lông khác. Liệu một cơ chế tương tự có thể được dùng cho mục đích thương mại hay không nhỉ? Chết rồi, đã muộn thế này sao? Tao còn chưa cho mày ăn nữa. Trước tiên là phải lót bụng cái đã. Ngày mai có lẽ phải làm chuyến đi Lion. Terry ạ. Tôi nghĩ nó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời, vô cùng tiện dụng và an toàn. Hơn nữa, nếu thành công thì chúng ta có thể thu được một khoản rất lớn. Những cái móc thòng lọng cong trong chất liệu vải ư? Đúng vậy. Ý của tôi là loại khóa rất chặt, nhưng không phải là loại khóa bình thường. Mơ hồ quá. Anh có dự tính được kế hoạch sẽ nghiên cứu trong bao lâu? Mất bao nhiêu tiền chưa? Tôi chưa. Nhưng đây mới chỉ là... Chúng tôi hiểu những cố gắng của anh, nhưng tôi nghĩ đây là một dự định quá viển vông, và chúng tôi còn nhiều việc hơn thế. Tôi có ý này. Ý tưởng của anh rất tuyệt vời. Tôi muốn ngỏ lời được cộng tác với anh. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi. Tôi tin là nếu chúng ta kiên trì, nhất định sẽ có ngày chúng ta đạt được thành công lớn. Trước mắt, không thể thuyết phục các nhà sản xuất chi tiền ngay được. Tôi sẽ giúp anh nghiên cứu tạo mẫu vật, rồi chúng ta sẽ thuyết phục các nhà sản xuất khác để họ đầu tư cho quá trình thí nghiệm trước đã. Ý kiến hay đấy. Một thời gian sau, chúng vẫn chưa dính vào nhau được. Chúng ta phải tìm hiểu một chất liệu khác. Chào ông, chúng tôi đang nghiên cứu trên một chất liệu khác. Tôi đảm bảo sẽ sớm. Tôi đến cũng chính vì việc đó đây. Suốt mấy năm qua, chúng tôi đã không tiếc tiền đầu tư để tạo điều kiện cho các anh nhằm thu hồi lợi nhuận. Nhưng tôi e đã không khả quan rồi. Nhưng chúng tôi vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Chúng tôi vẫn đang rất cố gắng để thử nghiệm trên nhiều chất liệu. Đúng vậy, mọi việc cần phải có thời gian thưa ông. Thế là quá đủ. Từ mai xin phép tôi không thể cộng tác với trò chơi này của các anh nữa. Ngày mai các anh chuyển đồ ra khỏi xưởng của tôi đi. Thật là phí thời gian và tiêu tốn tiền bạc. Thế là hết. Chúng ta vẫn chưa tìm ra, trong khi tớ đã dồn hết vốn liếng vào đây đến khánh kiệt rồi. Giờ tính sao đây? Chẳng lẽ từ bỏ sao? Tớ sẽ trở về nhà một thời gian, và cậu cũng vậy. Chúng ta hãy thử nghĩ một cách khác đi. Giống như việc chúng ta đã tự phát cây mà đi riêng con đường của mình. Như những lần tớ leo núi và đã vô tình nghĩ ra ý tưởng này ấy.
nhiều năm sau. Tuyệt quá! Làm thế nào mà cậu nghĩ đến việc để chế tạo một chiếc cung cưỡi mới để sản xuất ra móc khóa đặc biệt vậy? Thì đã qua nhiều thất bại thì phải biết rút kinh nghiệm chứ. Mình tin là chúng ta sẽ thành công nếu biết kiên trì tới cùng với đam mê và không chịu từ bỏ vì bất cứ lý do gì. Vậy là hơn 8 năm kiên trì của George Metrow đã được đền đáp hậu hĩnh. Metrow đặt tên cái móc mới là Velcro, còn được gọi là khóa mà không khóa. Hiện có mặt trên rất nhiều loại đồ dùng xung quanh chúng ta. Ông đã lấy bằng sáng chế vào năm 1955 và đến năm 1959 đã bán được hơn 60 triệu thước Anh mỗi năm. Gã lái buôn và vị thuốc của thần y. Nhớ cẩn thận, kẻo hỏng hết hàng của ông đấy nhé. Chuyến này trừ đầu trừ đuôi xong, lãi vỏn vẹn được có 50 đồng bạc. Chán thật. À, làng bên có người đang bán gỗ, nghe nói giá hời lắm. Chiều ta phải sang đó xem sao. Vâng, mà ông vừa đi chuyến dài ngày về, nghỉ cho lại sức đã. Nghỉ là nghỉ thế nào, tiền nghỉ ai bù vào cho ông? Một thời gian sau. Con mời ông dùng bữa ạ. Ông không ăn đâu, miệng cứ nhạt toẹt, ăn không thấy ngon. Đã gần tuần nay rồi ông chẳng ăn uống gì, ngủ thì chập chờn, mê sảng. Cứ thế này con e có khi ông chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông đừng có nói gỡ như thế chứ, ông còn trẻ khỏe thế này cơ mà. À đúng rồi, con có nghe nói trên núi Phong Lai có vị thần y có thể chữa được bách bệnh đấy ạ. Thần y ư? Người hãy lên núi một chuyến xem sao. Vâng. Nhớ đi sớm về sớm nghe không. Thôi con đi kẻo muộn ông nhé. Ừ, con mau đi đi. Chào ngài, ngài cho con hỏi, ngài có phải là thần y không ạ? Tôi không phải là thần y, chỉ là một người biết chút về y học thôi. Nếu anh không chê, tôi sẽ khám cho anh. Vâng, được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn ngài. Người bị bệnh không phải là con, mà là ông chủ của con. Lúc nào ông ấy cũng lo lắng, cảm giác bồn chồn bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm ngủ thường hay mơ sảng, giật mình thon thót như kiểu có ai dọa vậy á. Ông chủ của con làm nghề buôn bán, lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Ta hiểu rồi. Bên trong này có ghi rõ phương thức chữa bệnh. Anh chỉ cần nói ông ấy, nhất nhất làm theo thì sẽ khỏi. Dạ con biết rồi, cảm ơn ngài. Ông ơi, con đã về rồi đây. Thế nào, có gặp được thần y không? Ngài không nhận mình là thần y, nhưng ngài có cây đơn cho ông đây ạ. À? Đi bộ trên cánh đồng quê, chơi với con, thăm bạn bè người thân ư? Thật nhảm nhí. Ông cứ thử đi ạ, à, biết đâu có hiệu quả thì sao. Chứ con thấy ông ở nhà mệt mỏi thế này cũng không phải là cách. Lâu lắm rồi ta mới có dịp đi bộ ngắm cảnh như thế này. Thật không ngờ quê ta lại yên bình và đẹp đến thế. Dạ, mời ông thưởng thức dưa chín bói đầu vụ của nhà con ạ. À. Chà chà, dưa ngọt mát quá. Người cũng thử một miếng đi ớt. Con đang viết chữ đó hả? Để cha xem nào. Chữ này sai rồi, để cha chỉ cho con viết lại nhé. Vâng ạ. Bà ăn đi, dạo này nhìn bà gầy quá. Lâu lắm rồi gia đình mình mới quay quần bên mâm cơm thế này. Ước gì ngày nào cũng thế này ông nhỉ. Ừ, những lúc tôi nóng có hơi nặng lời, mình hãy quên đi nhé. Vâng. Ông Đinh có nhà không vậy? Ông còn dám vác mặt tới đây ư? Hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi ông, chứ không phải có ý gì khác. Chỉ vì tham chút tiền lời mà tôi đã chặn mất nguồn làm ăn khi ông còn đang gặp khó khăn. Thật không phải, tôi biết giờ có nói gì đi chăng nữa cũng đã quá muộn. Bây giờ ông có chửi mắng tôi thế nào, tôi cũng xin nhận. Chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Tôi mới được biếu ít trà thượng hạng, chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé. Không biết ông ấy gọi chúng ta đến có việc gì nhỉ? Hôm nay tôi mời mọi người tới đây
Trước là để xin lỗi, sau là để thanh toán số tiền còn nợ, cũng như số tiền đã khấu hao trước đây. Mong mọi người hãy bỏ qua cho tôi. Tôi biết mọi người vẫn còn chưa tin, nhưng tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện tương tự như trước đây xảy ra nữa. Nếu vậy chúng tôi cũng không trách cứ nữa. Sau này có việc gì cần giúp á, thì ông cứ gọi, chúng tôi sẵn sàng. Ừ, đúng vậy. Một tháng sau, nhờ vị thuốc của ông mà bệnh của tôi đã khỏi hẳn. Thực tình ông không có bệnh, mà chỉ thiếu đi vị thuốc để làm cuộc sống hạnh phúc hơn. Vị cuộc sống ư? Xin ông nói rõ hơn được không ạ? Ông thấy đây, xung quanh chúng ta là cả một bầu trời rộng lớn, nhưng chúng ta lại chỉ chú tâm tới một vài điểm mà bỏ qua những thứ khác. Cũng giống như chúng ta bị cuốn vào vòng danh lợi mà quên mất những phút nghỉ ngơi, vì bận rộn mà quên đi hạnh phúc hiện tại, và luôn giữ khư khư những mối thù hằn vụn vặt ở trong lòng. Lâu dần tích tụ lại sinh ra sự phiền muộn, bệnh tật. Vì thế hãy biết dĩ hòa vi quý, thì bệnh tự khắc hết, hạnh phúc sẽ bền lâu. Bây giờ thì tôi đã hiểu, cuộc sống này tiền không phải là tất cả, mà những mối quan hệ tình cảm bên cạnh mới quý giá. Cảm ơn ông đã giúp tôi nhận ra điều đó. Người tiều phu hóa nai. Mẹ cố gắng lên, hy vọng hôm nay chồng con sẽ lấy được thuốc về, rồi mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi. Thôi, mẹ chẳng hy vọng gì đâu. Con bảo nó đừng mất công nữa, cứ chuẩn bị hậu sự cho mẹ đi. Thầy thuốc cũng ác lắm cơ. Biết là sữa nai khó kiếm hơn cả mọ kim đáy bể, vậy mà còn nói bệnh của mẹ cần sữa nai mới có thể khỏi được. Kìa mẹ, thì đã từng có một người được cứu sống nhờ sữa nai thật mà. Đây là người ta may mắn gặp con nai đang cho con bú bị đau chân, chứ bình thường thì lấy đâu ra. Chỉ khổ thân chồng con, ngày nào cũng lên rừng rõ vất vả. Hôm nay cũng thế, tôi rồi mà vẫn chưa về. Ê, cha về, cha về, cha về. Mình về rồi à, thế nào rồi? Vẫn không được, bọn nai tinh lắm, đã khó tìm, lại cứ thấy bóng người là bỏ chạy. Mình lại vất vả rồi. Vất vả đến mấy tôi cũng chịu được. Tôi chỉ sợ bệnh mẹ nặng lên không chờ được thôi. Mai tôi phải đi xa hơn nữa vậy. Thôi, tôi vào với mẹ đã. Trời ơi, lại không được rồi. Cứ thế này thì làm sao mẹ khỏi bệnh được đây? Mẹ mà có mệnh hệ nào thì... Hỡi chàng trai hiếu thảo, có phải con đang tìm sữa nai về chữa bệnh cho mẹ không? Ờ, vâng. Nhưng ông là ai? Sao ông... Ta là tiên của rừng này, thấy con ngoan ngoãn hiếu thảo, ta sẽ giúp đỡ. Muốn tiếp cận loài nai để lấy sữa, con phải mang lốt nai thì mới tới được gần. Hãy khoác cái này lên người đi. Mẹ, mẹ uống sữa nai đi ạ. Ồ, thật kỳ lạ. Mẹ bỗng thấy tỉnh táo hẳn ra, cơn đau trong người cũng dịu lại, cứ như không có bệnh tật gì ấy. Tuyệt quá, vậy ngày nào con cũng đi lấy sữa nai cho mẹ khỏi bệnh thì thôi. Cảm ơn con đúng là đứa con có hiếu. Ơ kìa, mẹ, sao mẹ không vào nhà nghỉ? Ra ngoài thế này nhỡ bệnh nặng hơn thì sao ạ? Thầy Lan vừa ghé qua khám lại, nói mẹ đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi. Thật à? Tuyệt quá, chồng con về chắc mừng lắm. Ừ, nhưng mẹ đang lo quá. Chồng con đi lấy sữa từ hôm qua đến giờ không về, có bao giờ nó đi lâu đến vậy đâu. Vâng, con cũng nóng hết cả ruột đây, không biết có chuyện gì không. May quá,
Vậy là mẹ đã khỏi hoàn toàn rồi, không cần đến sữa nai nữa. Còn mình, giờ cũng không thể sống cùng mọi người được. Đeo nốt nai lâu quá nên mình đã hóa thành nai, đâu còn là con người nữa. Tạm biệt mẹ và gia đình, mong mọi người ở lại khỏe mạnh. Nhiều năm sau, con đi rừng cẩn thận nhé, nhớ đừng về tối quá, đường rừng nguy hiểm lắm. Dạ mẹ yên tâm, con đi đây. Tội nghiệp thằng bé, nhà có mỗi nó là đàn ông, bao nhiêu việc nặng việc nhẹ đều đến tay nó hết. Giá trước đây cha nó không bỏ lên rừng biệt tích thì nó cũng không đến nỗi phải vất vả sớm đến vậy. Ngày nào thú dữ cũng đến phá làng sớm, đã thế trời đất lại mưa nắng thất thường, lúc khô hạn lúc lụt lội, cứ thế này rồi dân làng sống sao nổi đây. Con trai! Ủa, một con nai biết nói ư? Nhưng sao lại gọi ta là con trai? Là cha của con đi. Do mang lốt nai lâu quá nên cha đã hóa thành nai, không thể trở về làm người bình thường được, cho nên cha mới phải bỏ làng bán, bỏ gia đình vào rừng. Là cha thật ư? Con nhớ cha quá. Cha biết, cha còn biết gia đình mình và dân làng đang chịu nạn thiên tai và thú dữ. Đất ấy giờ bị động rồi, con về bảo mọi người chuyển ra chỗ khác, làng mới mà sinh sống làm ăn. Thật ư? Nhưng chuyển làng thì chuyển đi đâu ạ? Cha cho con chiếc gạt này, con hãy buộc dây mà kéo về. Đến chỗ nào mà gạt vướng không đi được nữa thì hãy gọi mọi người tới khai khẩm làm ăn, về sau sẽ khá giả. Cha! Cha! Người con trai ấy sau khi làm theo lời cha, quả nhiên đã giúp dân làng khai phá được một vùng đất mới vô cùng trù phú. Người đời biết ơn người tiều phu hóa nai nọ đã trang trọng gọi người là Lộc Giác Chân Nhân. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!